xiên này cả nhà. Sáng em mua ở trong Bách Hóa Xanh được mấy miếng sườn cốt lết này. Sao cái cốt lết này nó bự quá. Đây nè, coi cả nhà xem nó bự nè. Cái này chắc em khỏi đập tại vì cái sới thịt nó đã mềm mềm rồi. Còn mấy cái miếng này thì em phải đập cho nó thấm. Đây, cái này mình mua cái cây này trong siêu thị có cả nhà. Thì để mình làm bữa Tết đâu này kia mình đập. Đây mình đập sơ sơ. Để mình ướp. Nước có khoảng 1 tiếng để cho nó ngon. Đó. Đây, ở đây em sử dụng chai nước ướp sốt Hàn Quốc này cả cả nhà, cũng mua trong cái Thái Xanh có luôn nha. Đợt trước em đã ướp rồi nên ngon lắm. Đây, nghe thấy cơm tắm không xiên thì thấy cũng giống của mình thôi, nhưng mà mấy cái thịt cái gì trứng đồ này kia cả nhà, người ta sắc nhuyễn ra hết. Ta không có để nguyên te bẹn như mình đây. Mình ướp cho nó thấm để lát mình nướng. À, bữa nay em sẽ ăn kèm đây dưa cải để làm dưa chua. Với lại này là em mua luôn là người ta làm á, rau muống với lại rau củ để làm kim chi, mà kim chi ngọt này cả nhà, kim chi Việt Nam chứ không phải là kim chi Hàn Quốc. Đây là có hẹ, giá này, hành để lát làm mỡ hành, ớt này để lát làm nước mắm. Cái này lát mình trộn chung luôn. Cái này em đã muối một miếng đường cho nó xìu lại bớt. Rồi khóm này để lát em sẽ cắt hai lát ra để em làm nước mắm. Nước mắm cơm thấy người ta bỏ hai ớt, bỏ khóm vô cả nhà cho nó thơm. Bỏ khóm vô nấu cùng với nước mắm. Nó tay như 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng, 5 miếng, 5 miếng dừa, 2 miếng điện, 1 miếng bự thịt bự. Đây còn trứng này thì là mình sẽ lột ra rồi mình kho trứng nha cả nhà. Thấy trứng cũng kho là sắc nhuyễn luôn. Thấy tôm tắm đông xiên rồi như vậy với lại mình có ăn canh cải. Đây là món này là đem đâm tỏi, ớt với lại đường với bột ngọt để lát trộn dưa chua. Bây giờ mình sẽ ướp thịt nha. Ướp thịt cho nó ngấm như vậy lát như vậy gốc than nướng. Cái hũ ướp này là nó ngon lắm cả nhà. Ở đây em có mấy trăm gram thịt chứ em làm một phần à, không có làm nhiều. Cái màu này lên nó đẹp đó. Còn phần còn lại mình để dành làm cái món khác. Ướp này hồi sáng thì như em mua là 38 ngàn, chỉ có trong Bách Hóa Xanh mới có bán, hoặc không có siêu thị thì em không biết, chứ tập quá thì không có. Mình ướp cho nó thấm cỡ nửa tiếng hoặc một tiếng đó, mình có thời gian thì để một tiếng luôn cũng được cho nó ngấm vô cái miếng thịt nó ngon. Ở nhà muốn thêm mật ong nữa cũng được, mà ở nhà này loại không thích ăn mật ong nên không có chịu ướp. Thế là nó dính cái cặp về rồi. Đấy. Này là kêu nước ướp bulgogi gì nè. Rồi bây giờ dọc lát sẽ nướng lên rồi cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ em sẽ nấu nước mắm, hay là em có tô nước dừa, em sẽ lường ra coi được một chén không nha cả nhà. Rồi được đúng một chén luôn. Em sẽ cho một chén nước dừa nè, một chén nước mắm, rồi một chén đường nha cả nhà. Mình bắt lên mình nấu cho nó kẹo lại. Xong rồi khi nào nguội thì mình bỏ tỏi ớt vô. Rồi, trong thời gian nấu mình bỏ hai lát khóm vô nha cả nhà. Nó rát nó ra cái mùi thơm ngon lắm. Nước dừa đã ngọt mà còn thêm khóm chua chua nó ngon lắm đó cả nhà. Đó, còn lát sẽ nấu sôi lên. Cả nhà mình muốn ăn mặn thì thêm một chút nước mắm nữa nha. Nhưng mà đối với cơm tắm thì mình phải nấu như vậy nè, để cho nó ngon. Cái này có thể được chấm được gỏi cuốn, thịt luộc đó cả nhà. Đây trứng thì em đang kho nè nha cả nhà. Mình giống như mình kho thịt kho cá vậy đó. Lát cái mình xắt nhuyễn nhuyễn ra. Rồi bây giờ mình sẽ lăn tới lạp xưởng. Đây lạp xưởng nè cả nhà. Lạp xưởng em bỏ ngăn đông á.
Bây giờ mình sẽ lấy ra mình luộc cái nước, mình không cần đã đông luôn nha cả nhà. Mình luộc cho nó sát nước sau khi cái gần tới gần chín cái mình để một lát mình có cái lò nướng đó. Ô cái nướng than để mình nướng. Đây là nước mắm để mình đẩy ra tại vì này không mình không có nấu. Đây nước mắm này là cả nhà. Trời sao bút bè nó bị gãy rồi, nó gãy nào vậy ta. Rồi mình sẽ cho như là như đây nha. Rồi mình đi nướng đủ màu sắc luôn, trắng, xanh, đỏ, quá trời ngon luôn, đủ màu sắc. Trời ơi này giống mấy người ta bán trong tiệm ghê vậy. Bây giờ mình sẽ cắt bớt cả nhà, mày bỏ tủ lạnh ăn cũng lâu ở nhà 10 ngày luôn á. Trời ơi đây nè, này ngon dữ nữa nè cả nhà. Đỏ. Mới ngâm hồi tối nè. Cà pháo này vợ lên ngâm nè cả nhà. Bỏ nước muối với lại nước đường á. Nấu giống làm dưa cải, cải đậu xậy á cả nhà. Mình nấu muối với nước đường xong mình để nguội. Đó. Nước đường với miếng muối này em muốn cà pháo cho trắng nên em không có nấu đường vàng, còn hai dưa cải mình phải nấu đường vàng. Còn chị đây đó ăn ha. Hôm nay cả nhà mình lại thấy cả nhà comment bảo là lại kêu bà con ủng hộ, kêu gọi bà con ủng hộ thì chút xíu nữa lại sẽ cùng nhau tâm sự về vấn đề này với cả nhà mình nha. Nước mắm nãy em nấu đó cả nhà coi ớt nhiều đến màu đẹp ghê chưa. Cái này là ớt ớt không cay và ớt cay nha cả nhà, ớt không cay thì em đã bỏ hộp hết rồi. Ớt không cay cho màu đẹp và ớt cay nữa. Và ớt cay cho ăn the the. Bây giờ em không nói tại nãy anh không có quay clip cho em. Anh ăn nước mắm anh cảm nhận ra nó có khác nước thảo không? Thì có gì khác đặc biệt hơn hả? Đúng. Rồi để cháu anh thử coi. Rồi em sẽ nấu với cần cải. Dạ anh khỏi ăn anh cũng đoán được em tin không? Không. Có mật ong đúng không? Nước mắm là mật ong vậy. Ủa vậy hả? Rồi vậy thôi chút xíu ăn thử biết. Cảm nhận. Đây trứng đã kho xong rồi nè cả nhà. Trứng gì vậy? Trứng gà bình thường, bữa nay làm cơm tấm lông xiên mà rác trứng gà cũng sắc nhuyễn, đạp xuống cũng sắc nhuyễn mà sườn cũng sắc nhuyễn nhuyễn là hết. Cơm tấm lông xiên. Ok. Bây giờ than nó cũng đã nóng rồi là sẽ cho thịt vào nha cả nhà. Đây, những lát thịt thật là ngon. Thịt này là thịt sườn cốt lết đó mà mình đi ra tiệm mình ăn á. Đã ghê chưa cả nhà? Ớt há xanh để là sườn cốc lết nhập khẩu quá anh. Cũng là sườn heo nhưng mà nhập khẩu hả vợ? Đúng rồi, thấy vậy á. Người ta để là sườn nhập khẩu. Anh coi một bẹ bự tổ rồi anh thấy không? Ồ bự quá trời ha. Nãy em lấy cái dĩa bự nướng ha. Trời ơi, hỏi bẹ này chắc nướng mình nó quá. Đúng rồi đó, bẹ đó cho nó ở mình đi. Công nhận cái hũ thịt nướng này quá đẹp. Một lát em sẽ ra em mua thêm nữa, tại vì ngoại đang giảm giá. Vậy hả? Giảm 5.000 một hũ luôn. Cả nhà, em có chỉ cả nhà hũ nào chưa? Có, nãy em có quay rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ nướng đợi thịt chín là mình ăn thôi. Ôi, những miếng thịt thật là ngon và thơm. Tuyệt vời. Bỏ than vô thêm không? Anh mới bỏ rồi dạ. Trứng mình xắt ra vậy, lát thịt tập xưởng mình cũng xắt nhỏ nhỏ vậy nè. Thêm tấm lông xiên là như vậy đúng không cả nhà? Bà con mình có ai ở lông xiên không? Thịt nó đã ngả màu rồi đó cả nhà. Bây giờ là nó cũng sắp chín rồi đó. Cái mùi thơm thì giờ nó bay thơm dữ dằn luôn. Đây, mình sẽ bỏ lạp xưởng vô. Lạp xưởng này thì của nhà bán. Nướng ăn ngon lắm cả nhà. Thơm màu vì nó đẹp nữa anh ha. Đó, thịt thì bây giờ em cắt ra luôn nha cả nhà. Thịt thì nó rất là vừa ăn luôn, mềm, không có bị khô. Mình cắt rất mình trộn lại. Lạp xưởng chín nữa thì mình cắt lạp xưởng nữa là xong. Đây cả nhà ơi, lạp xưởng thì cũng đã nướng chín đây nè cả nhà. Đây nướng thì rất là màu, rất là đẹp luôn. Bây giờ em cũng sẽ sắc nhuyễn ra giống thịt luôn nha cả nhà. Xong rồi cả nhà, bây giờ vợ là sẽ sắp xếp đồ ăn lên dĩa. Có một chén cơm rồi, bây giờ mình sẽ bỏ thịt vô, lạp xưởng vô. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ trứng vô nữa.
Chúng ta bỏ dừa giá rồi vô ha. Chan nước mắm ha, lát chan. Để lát chan em. Rồi. Vậy là xong rồi đó cả nhà. Quá trời ngon. Thấy chưa? Rồi rồi rồi. 1 2 3. Xin chào cả nhà nha. Hai chồng lại đã làm xong cơm tắm ăn với lại thịt nướng và lạp xưởng. Cả nhà có hũ nước mắm nè. Quá tuyệt vời luôn. Đó. Nó vừa kẹo mà nó đó, anh thử nước mắm trước đi. Đâu để em thử nước mắm rồi em nói cái gì mà đặc biệt cái đây ha. Mời cả nhà mình. Mời cả nhà mình nha. Anh phải thử thân trước kìa, anh mới cảm nhận được. Ngon quá vậy. Mà anh không biết có gì không bỏ hết. Đây, lưới này cả nhà. Đó, hãy lưới lên nè. Trời ơi, thật ngon quá vậy. Anh đắp hết tôi dĩa một lần đi. Nếu phần trộn lên thì lấy lại nha. Thang đứng lại lãng, nếu phần trộn lên có tiền quay đây nha. 1, 2, 3. Đây, em sẽ trộn đều lên, lưới nước mắm này giờ mình sẽ trộn lên. Anh không có nghe được nước mắm có cái gì lạ hả? Không, cái gì vậy? Khóm. Em nấu bằng khóm. Nước khóm á. Em sắc hai lá khóm bỏ vô. Đó, mình phải trộn đều lên vậy nha cả nhà. Anh thì anh không trộn, anh ăn cơm riêng vậy. Anh không ăn dưa chua hả? Ăn cái bỏ vô từ từ, gắp từ từ, chấm nước mắm rồi nè. Cho một miếng nước mắm nữa. Mà cả nhà mình. Bữa nay thì hai chồng lại cái cùng nhau ăn cơm và cái cùng nhau tâm sự vấn đề về tại vì lại thấy anh chị em comment bảo là lại đi theo anh Phương Dừa đi ra ngoài miền Trung, tại vì sắp tới anh Phương Dừa đi ra ngoài miền Trung mới có nhà. Và lại cũng đã có gửi tiền là 2 triệu đồng tặng giúp đỡ bà con miền Trung cho anh Phương Dừa, lại gửi cho anh Phương Dừa. Với số tài khoản của anh Phương Dừa lại có thể là lại sẽ mọi người có thể vào trang Facebook của anh Phương Dừa đó. Anh Phương Dừa cũng cho mình cái thông tin tài khoản mà cả nhà mình chị nếu mà cùng nhau chung tay góp sức ủng hộ cho bà con miền Trung thì mình có thể chuyển thẳng cho anh Phương Dừa luôn nha cả nhà. Lại thì chỉ có thể là kêu gọi để có thể chuyển cho anh Phương Dừa thôi, kêu lại thì nói chung là lại không có mà dám đứng ra để nhận một số tiền gì hết của tôi quý vị khán giả. À, còn về vấn đề thì lại xin đi theo anh Xuân Dừa thì lại cũng đã nhắn tin là xin đi rồi. Mà anh Xuân Dừa nói là anh Xuân Dừa đi với công ty và lại cũng đang chờ xem như thế nào. Đó. Chứ trước mắt đó, thì lại đã ủng hộ bà con miền Trung mình là 2 triệu cho anh Xuân Dừa. À, có nhiêu thì hai chồng lại ủng hộ nhiêu. Đó, đúng không vậy? Tại vì có mấy bạn hỏi sao mình không đi nên mình mới đăng lên á. Mà đăng lên thì mấy bạn nói mình á. Lại đăng lên thì bảo là phô trương, khoe này kia. Còn lại không đăng thì bảo sao tối ngày hai chồng ăn riết mà không chịu hướng về miền Trung gì đó. Đó thì ngày hôm nay thì lại nói luôn chứ. Chứ giờ lại không nói thì nói lại tối ngày ăn này kia cái nọ không hà. Tại vì nó thật lòng á thì kênh của lại là kênh ẩm thực, hai chồng lại á thì làm món này món kia cho quý vị mình ăn, quý vị mình xem. Đó, cả nhà thấy là cũng có đi du lịch này kia cái nọ lại quay chỗ này chỗ kia nhưng mà thật sự là quý vị khán giả là như kênh của lại là không thích xem. Đó. Tại vì có nhiều kênh về du lịch này kia thì nó sẽ hay hơn và nó sẽ đẹp hơn, tại vì là quay tay là quay rất là bình thường. Hai chồng lại là cầm cái điện thoại quay thôi à. Đó nên là quay cảnh này trong hợp gia đình nè, hoặc là cảnh hai vợ chồng lại nói chuyện tâm sự với gia đình mình đó, còn không thì lại đi về cổng là quay với gia đình vợ lại nè, mình nấu món này món kia miền Tây dân giả rồi cho quý vị mình xem đó. Thì cái ẩm thực thì ăn đó là chuyện là tất nhiên rồi đó, lại cũng không thể nào mà lại mấy bạn nói như vậy thì cũng tội nghiệp cho lại đó. Còn về vấn đề thời sự này kia cái nọ thì lại nhiều khi á lại muốn quay thì ở đây cũng đâu có gì thời sự đâu mà quay cho cả nhà mình xem. Lại ở nhà thì ở với má, không là với mấy đứa nhỏ suốt ngày lay quay ở nhà rồi buôn bán này kia cái nọ thì lại chỉ có thể quay được những cảnh như thế này cho quý vị mình xem thôi. Còn ví dụ như nhiều cái troll này kia thì bây giờ YouTube nó hạn chế troll này kia lại rồi nó nên là lại cũng lâu lâu mình đổi cảnh cắt thanh long đúng rồi,
Nói chung là ở dưới quê này có cái gì á, thu hoạch này kia kia nọ thì lại quay cho quý vị mình xem thôi. Đó là giờ quý vị yêu thương hai chồng Lợi thì ủng hộ xem và mình có thể giao lưu nói chuyện với nhau được, vậy là Lợi mừng rồi. 1.000 người xem đã cũng quý, 10.000 người, 10.000 người xem là cũng quý, 20 người xem, 1 người xem là cũng quý nữa. Tại vì á, quý vị khán giả cứ tưởng tượng đi, 1.000 người xem đi, quý vị nhìn thấy ít như vậy nhưng mà thử 1.000 người mà mình đứng lại một chỗ rồi nó nhiều cỡ nào. Đó là nói chung là có người xem là hai chồng Lợi vui rồi chứ không phải là vấn đề gì hết. Mà quan trọng là quý vị yêu thương hai chồng Lợi là quý lắm rồi. Cái hộp sữa này nướng ngon ghê à. Anh Thương đi công ty hả? Ừ, anh Thương đi với lại công ty. Lại đọc lòng là cũng muốn đi theo lại đang tin anh Khương nè. Không biết sao. Chứ một mình lại ra ngoài cũng có biết cái gì đâu mà đi. Lại cũng muốn đi để coi. Thằng Du mình mới đi hôm qua em mới thấy đăng mà. À, em không biết là hồi mới đi luôn á. Em lâu nhất là đi xem đăng lên cái phía ngoài thì em mới biết. Bảo lắm. Thấy cao cái đăng á. Chỗ là ở có một đoàn đi ra ngoài đó bạn. Cái dòng xe tải chở bao nhiêu mì tôm á. Lại muốn đi để phụ anh Khương được gì mình phụ. Phụ giúp đỡ bà con mình hỏi gì được thì mình phụ. Trước mắt thì mình phải phụ chút xíu tiền. Tại vì đó có tiền mới làm được cái này kia cho bà con mình mỏi. Bà con mình cũ ít lòng nhiều. Em còn muốn ăn phụ cả anh Cấn Thành. Nói chung là ai cũng kêu anh chỉ một chút. Được ngồi đây ăn một bữa cơm như thế này là đáng quý, đáng trân trọng dữ lắm rồi. Bà con ở ngoài người ta khổ sở dữ lắm. Thấy có chỗ nào có bánh tét rải ra nữa anh. Ừ. Cảm động thiệt sự luôn. Mà quý vị có công nhận với Lợi á, cả nhà mình có công nhận với Lợi là cái tình người á, của dân Việt Nam mình á, nó bao la thiệt ha. Còn những cái mà thành phần mà tối ngày lo phán xét, lo mà nói này nói kia người khác á, mấy bạn đó chắc đầu óc mấy bạn đó không có được tỉnh táo. Nên là mọi người cũng đừng có bận tâm về những con người như vậy. Thật sự Lợi thấy là Lợi quá bức xúc. Rất là bức xúc cái vấn đề mà bắt ép người ta phải y chang là từ thiện là từ tâm. Mà có những bạn đó họ cứ nghĩ là trách nhiệm. Không, hoàn toàn không phải là trách nhiệm nha. Từ thiện là từ tâm. Mình nghĩ là mình chia sẻ với nhau được thì mình chia sẻ. Tại vì bạn chưa chắc bạn biết được cuộc sống của người ta như thế nào. Bạn chỉ nhìn vẻ bề ngoài, bạn chưa biết cái bên trong nội bộ nhà của người ta ra sao. Mà bạn quy chụp cho người ta là phải đi như vậy mà chưa chắc bạn đã làm được điều đó. Có những bạn như vậy, Lợi không biết đầu óc suy nghĩ gì trong đầu. Lợi bực mình, Lợi bực mình mấy cái bạn đó lắm, thiệt sự luôn. Đúng là xã hội. Biết là mình sinh ra là không phải để cho mọi người đều thích mình. Nhưng mà những cái thành phần đó là những thành phần đáng lên án. Lâu lắm mình mới lại ăn cơm này, tại bữa nay áo cơm tám phải ăn này. Lâu lắm mình mới ăn lại cơm trắng này luôn á. Sáng giờ là chưa cập nhận với anh Phương vừa quyên góp được nhiêu người ta. Bữa là bao nhiêu mấy trăm triệu rồi, giờ không biết lượng tỷ rồi. Còn chỉ để tiêm thì 100 mấy 5 tỷ rồi. Ừ. Mà hình như chỉ về Sài Gòn à. Mình nghĩ anh Khương vừa bận mới đi trễ vậy chứ. Ảnh mà không bận là ảnh đi từ ra miền Trung từ sớm rồi. Chứ cái chân ảnh bị đau nữa. Trời em ăn hết rồi hả? Giờ này là 1 giờ trưa rồi.
làm món này lúc nào cũng lâu thôi cả nhà ơi, quay qua quay lại vậy đó. Nướng thịt lâu lắm cả nhà, rồi ướt thịt luôn. Ừ. Cái này vô dễ ăn hơn hả? Ừ. Là vợ trộn hay không? Đúng rồi. Em mua dưa cải á. Ừ. Mua giá thì nè. Cái này với rau muống thì em mua người ta làm sẵn. Cảm ơn. Mấy anh chị nhắn tin cứ kêu lại là đi với anh Phương vừa thiệt là cũng muốn đi lắm luôn. Đang nôn nè, đang chờ sao nè. Cũng giảm đi gần 1 hết. Ừ. Nó có la. Thì thôi có người cởi áo phao, quần áo cũ rồi. Ừ. Thấy lòng ăn rồi nhiều lắm á. Nước lên nhanh quá. Bà con trở tay bữa nay ăn canh cải ngon quá. Sáng này tính nấu cái gì của cải muối á. Ừ. Không có nấu, nấu này cho ngon, ngon quá. Rồi ngày hôm nay hai chồng lại á là cùng nhau nói chuyện tâm sự với tất cả mọi người về vấn đề là việc đi ra ngoài miền Trung để có thể giúp đỡ bà con mình về cái gì ở ngoại cùng với anh Cương Dừa ở cả nhà. Cả nhà mình có muốn ủng hộ và quyên góp á thì hãy vào trang Facebook của anh Cương Dừa, rồi hoặc là mình có thể liên hệ trực tiếp với anh, mình có thể chia sẻ với bà con miền Trung được cái gì ở ngoại thì mình chia sẻ nha mọi người. Bây giờ hai chồng lại xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý khán giả mình ở clip sau nha. Bye bye mọi người. Chào cả nhà.